niềm vui và sự phán xét. Matthew chương 22 câu 1 đến câu 10. Các câu 1 đến 14 trong chương này làm nên không phải một mà hai dụ ngôn, và chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của chúng dễ dàng và thấu đáo hơn nhiều nếu chúng ta tìm hiểu chúng tách biệt nhau. Các sự kiện của dụ ngôn đầu xảy ra hoàn toàn phù hợp với phong tục thông thường của người Do Thái khi tiệc mời tới tham dự buổi tiệc lớn, chẳng hạn như tiệc cưới được gửi đi, giờ giấc không được ghi sẵn. Và khi mọi thứ đã sẵn sàng, các đầy tớ được gửi đi với lời triệu mời cuối cùng để mời khách đến dự tiệc. Vì vậy, vị vua trong dụ ngôn này đã gửi thiệp mời lâu rồi, nhưng chờ cho đến khi mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi, ông mới gửi lời triệu mời cuối cùng và bị từ chối thẳng thừng. Dụ ngôn này có hai ý nghĩa. 1. Nó có ý nghĩa hoàn toàn địa phương. Ý nghĩa địa phương của nó làm cho rõ nghĩa hơn về những gì đã nói trong dụ ngôn những người chồng độc ác. Một lần nữa, nó là lời lên án dân Do Thái, những vị khách mời mà khi giờ đãi tiệc đều từ chối không đến. Đó là những người Do Thái. Từ xa xưa, họ đã được Thiên Chúa mời để trở thành dân được Ngài tuyển chọn. Nhưng khi Con Chúa đến trong thế giới, họ được mời gọi đi theo Ngài, nhưng họ khinh thường từ chối. Kết quả là lời mời của Thiên Chúa được gửi trực tiếp đến các người ở ngoài các ngã đường. Những người này đại diện cho những người tội lỗi và dân ngoại, là những người không bao giờ nghĩ họ sẽ được mời vào nước trời. Theo như cái nhìn của tác giả Phúc Âm, hậu quả của việc từ chối thật khủng khiếp. Có một câu trong dụ ngôn có vẻ như lạ lùng không đúng chỗ, bởi vì nó không phải là một phần của dụ ngôn ban đầu như Chúa Giêsu đã kể, mà nó là cách giải thích của tác giả Phúc Âm. Đó là câu 7, kể chuyện nhà vua sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Sự sai phái quân lính và sự thiêu hủy thành phố thoạt đầu có vẻ như hoàn toàn không đúng chỗ trong sự kết nối với lời mời tham dự tiệc cưới. Nhưng Matthew viết phúc âm của ông vào khoảng giữa năm 80 và 90 sau Công Nguyên. Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian giữa cuộc đời thực của Chúa Giêsu và bây giờ? Câu trả lời là sự phá hủy của Jerusalem bởi quân đội La Mã vào năm 70 sau Công Nguyên. Đền thờ bị tiêu hủy và đốt cháy, thành phố bị tàn phá, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, đến nỗi người ta có thể cày ngang qua nó được. Thảm họa hoàn toàn đã xảy đến cho những ai từ chối Con Thiên Chúa khi Ngài đến. Tác giả của Phúc Âm đã thêm vào lời bình luận về điều kinh khủng đã thực sự xảy ra cho quốc gia không đón nhận đường lối của Đức Kitô. Thực sự có một thực tế lịch sử đơn giản rằng nếu người Do Thái chấp nhận đường lối của Đức Kitô và bước đi trong yêu thương, khiêm nhường và trong hy sinh, thì họ sẽ chẳng bao giờ là một dân tộc nổi loạn và hiếu chiến để cuối cùng kích động cơn thịnh nộ báo thù của Roma. Khi Roma không thể chịu đựng những âm mưu chính trị của họ nữa. 2. Đồng thời, dụ ngôn này cũng có nhiều điều để nói trên một quy mô rộng lớn hơn nhiều. Nó nhắc nhở chúng ta rằng lời mời gọi của Chúa là mời chúng ta tới dự một buổi tiệc vui như là một tiệc cưới.
lời mời gọi của Ngài là để cho niềm vui. Nghĩ về Kitô giáo như là một tôn giáo từ bỏ mọi thứ mang lại tiếng cười, ánh nắng và tương giao hạnh phúc là hiểu lầm về toàn bộ bản chất của nó. Chính là để đi tới niềm vui mà Kitô hữu được mời. Và nó sẽ là niềm vui mà một người bị đánh mất nếu người đó từ chối lời mời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng những điều làm chúng ta bị điếc với lời mời của Đức Kitô không nhất thiết tự chúng là xấu. Một người đi thăm trang trại, người khác thì đi buôn bán. Họ không đi tới một cuộc liên hoan hoang dại hay một cuộc phiêu lưu đồi bại. Họ đã đi thực hiện trong chính nó một nhiệm vụ xuất sắc của việc quản trị cách hiệu quả cuộc sống kinh doanh của họ. Thật dễ dàng cho một người quá bận rộn với những việc chóng qua mà quên đi những chuyện vĩnh cửu. Quá bận tâm với những cái hữu hình mà quên đi những cái vô hình. Quá chú ý nghe những lời van lơn của thế gian, đến nỗi không thể nghe được lời mời nhỏ nhẹ của Đức Kitô. Bi kịch của đời sống là thường thường những cái tốt thứ hai lại loại bỏ những cái tốt nhất. Những cái tốt tự nó lại loại bỏ những điều tối ưu. Một người có thể quá bận rộn kiếm sống, đến nỗi thất bại để tạo lập đời sống. Có thể quá bận rộn với việc quản trị và tổ chức đời sống, đến nỗi quên mất đời sống. Nó nhắc nhở chúng ta rằng lời kêu gọi của Đức Kitô không hề tại việc chúng ta sẽ bị phạt như thế nào, mà hề tại việc xếp xem chúng ta sẽ bỏ lỡ điều gì nếu chúng ta không làm theo đường lối của Ngài. Những người không thèm đến bị phạt, nhưng bi kịch thực sự của họ là bị mất niềm vui của tiệc cưới. Nếu chúng ta từ chối lời mời của Đức Kitô, một ngày kia nỗi đau đớn lớn nhất của chúng ta nằm ở không phải những cái chúng ta phải chịu, nhưng trong việc nhận ra những điều quý giá mà chúng ta bị mất. Nó nhắc nhớ chúng ta rằng trong sự phân tích cuối cùng thì lời mời của Thiên Chúa là lời mời của ân sủng. Những người được gom lại từ các ngã đường không có yêu sách gì với nhà vua. Họ chẳng bao giờ dám tưởng tượng rằng sẽ nhận được lời mời tới dự tiệc cưới. Hơn nữa, họ chưa bao giờ xứng đáng. Nó đến với họ không có gì khác ngoài từ cánh tay rộng mở, trái tim mở ngõ và sự hiếu khách quảng đại của nhà vua. Nó là ân sủng trao lời mời và ân sủng quy tụ họ lại. Sự giám sát của nhà vua. Matthew chương 22 câu 11 đến câu 14. Đây là dụ ngôn thứ hai, nhưng nó cũng là sự tiếp nối và khuếch đại rất chặt chẽ của dụ ngôn trước. Nó là câu chuyện của một thực khách có mặt ở một tiệc cưới hoàng gia mà không có y phục lễ cưới. Một trong những điều thú vị nhất của dụ ngôn này là trong đó chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng một câu chuyện đã quen thuộc với thính giả của Ngài và dùng nó theo cách riêng của mình. Các thầy Rabbi có hai câu chuyện có liên quan đến các vị vua và y phục. Câu chuyện thứ nhất kể về một vị vua mời khách của mình dự tiệc mà không nói cho họ ngày giờ chính xác. Nhưng ông có nói với họ phải tắm rửa, sức dầu và mặc trang phục để sẵn sàng khi được triệu tập đến dự. Những người khôn ngoan chuẩn bị cho mình ngay lập tức rồi đứng đợi tại cửa của hoàng cung, bởi vì họ tin rằng trong hoàng cung, bữa tiệc có thể được chuẩn bị nhanh chóng đến mức sẽ không có cảnh báo lâu.
Những kẻ khờ dại tin rằng sẽ phải có thời gian dài để chuẩn bị những thứ cần thiết, nên họ sẽ có nhiều thời gian. Nên họ đi làm, thợ xây làm vôi vữa, thợ gớm nhồi đất sét, thợ rèn đến lò rèn, thợ nhuộm và hồ vải đến bãi phơi giặt, và tiếp tục công việc của họ. Rồi bất thình lình, lời triệu tập tới dự tiệc đến không báo trước. Những người khôn ngoan sẵn sàng vào chỗ ngồi, và nhà vua vui mừng vì họ và cho họ ăn uống vui say. Nhưng những người chưa mặc sẵn y phục lễ cưới phải đứng bên ngoài buồn và đói, và nhìn vào niềm vui mà họ đã đánh mất. Dụ ngôn của các rabbi đó nói về bổn phận của việc chuẩn bị cho lời triệu tập của Thiên Chúa, và y phục tượng trưng cho việc chuẩn bị cần phải làm. Dụ ngôn thứ hai của các rabbi nói về cách một vị vua giao cho các người hầu những chiếc áo choàng hoàng gia. Những người khôn ngoan nhận các áo choàng và cẩn thận cất chúng đi, rồi giữ chúng toàn vẹn trong sự đáng yêu nguyên sơ của chúng. Những người khờ dại mặc áo choàng đi làm và làm chúng vấy bẩn bùn đất. Đến ngày khi nhà vua đòi lại áo choàng, các người khôn ngoan trả lại chúng sạch sẽ và còn mới nguyên. Vì vậy, nhà vua đặt những chiếc áo choàng trong kho bạc của mình và chúc họ ra về bình an. Các người khờ dại trả lại chúng đầy vết bẩn và bùn đất. Nhà vua truyền mang các áo choàng tới cho thợ giặt tẩy và truyền tống các người khờ dại vào trong ngục. Dụ ngôn này dạy rằng một người phải trao lại linh hồn mình cho Chúa trong tất cả sự trong trắng nguyên sơ của nó. Nhưng người không có gì ngoài một linh hồn lấm lem sẽ bị trả về để nhận án phạt. Không nghi ngờ gì Chúa Giê-xu có hai dụ ngôn này trong đầu khi Ngài kể chuyện của Ngài. Vậy Ngài muốn dạy về cái gì? Dụ ngôn này cũng chứa đựng cả hai bài học địa phương và phổ quát. 1. Bài học địa phương là Chúa Giê-xu vừa nói rằng nhà vua, để có đủ thực khách cho buổi tiệc, đã sai sứ giả ra các ngã đường tụ hợp tất cả mọi người vào. Đó là dụ ngôn của cánh cửa mở. Nó nói về cách nào dân ngoại và các người tội lỗi được tụ hợp vào. Dụ ngôn này đạt được sự cân bằng cần thiết. Thật vậy, cửa được mở cho mọi người, nhưng khi họ vào, họ phải mang theo một đời sống tương xứng với tình yêu đã được trao ban cho họ. Ân sủng không phải là quà tặng, nó là trách nhiệm to lớn. Một người không thể tiếp tục sống một cuộc đời trước khi gặp gỡ Chúa Giê-xu Ki-tô. Người ấy phải mặc trên mình sự tinh khiết mới, sự thánh thiện mới và sự thiện hảo mới. Cửa để ngõ, nhưng cửa không mở ra cho người tội lỗi vào rồi vẫn là người tội lỗi, nhưng cho người tội lỗi vào và trở thành một vị thánh. 2. Đây là bài học lâu dài. Cách mà trong đó một người đi vào bất cứ cái gì thể hiện tinh thần mà người đó đến. Nếu chúng ta tới thăm nhà một người bạn, chúng ta không vào nhà với y phục mặc nơi bến tàu hay khi làm vườn. Chúng ta biết rõ rằng không phải quần áo thì quan trọng đối với người bạn, cũng không phải chúng ta muốn biểu diễn thời trang. Nó chỉ đơn giản là việc tôn trọng mà chúng ta nên có mặt trong nhà bạn mình một cách gọn gàng nhất có thể. Thực tế là cách chúng ta chuẩn bị cho mình để đến đó là cách mà chúng ta thể hiện ra bên ngoài tình cảm và sự tôn trọng của chúng ta đối với bạn mình. Cũng vậy, đối với nhà Chúa,
Dụ ngôn này chẳng liên quan gì đến quần áo mà chúng ta mặc để đi nhà thờ. Nó liên quan đến mọi thứ với tinh thần mà trong đó chúng ta đến nhà Chúa. Nó là sự thật sâu sắc, là đi nhà thờ không bao giờ là đi biểu diễn thời trang. Nhưng có y phục của tâm trí, y phục của tấm lòng và y phục của linh hồn, y phục của kỳ vọng, y phục của sự khiêm nhường thống hối, y phục của đức tin, y phục của sự tôn thờ. Và những y phục này, nếu không có chúng thì ta đừng nên đến gần Thiên Chúa. Rất thường, chúng ta đến nhà Chúa mà không chuẩn bị gì hết. Nếu mọi người trong cộng đoàn chúng ta đến nhà thờ mà đã chuẩn bị sẵn sàng để thờ phượng, sau một chút cầu nguyện, một chút suy nghĩ và một chút xét mình, thì thờ phượng sẽ thực sự là thờ phượng. Đó là sự thờ phượng mà trong đó và qua đó mọi sự xảy ra trong linh hồn con người, trong đời sống của giáo hội và trong các biến cố của thế giới.